Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 15 tháng 12, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo nguy cơ số ca mắc COVID-19 tại thành phố gia tăng trở lại, yêu cầu không được chủ quan. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 7 năm 2023 Đến tháng 11 năm 2023, Sở tiếp tục phối hợp với tổ chức OUCRU, đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, duy trì giám sát các biến thể của virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 8 mẫu bệnh phẩm có đủ tài lượng virus COVID-19 được giải mã gen. Kết quả tất cả đều thuộc biến thể Omicron. Cụ thể, XBB.1.9 4 chủng, XBB.1.16 2 chủng, BA.2.75 1 chủng. BA.2.86.1 một chủng như vậy, trong khi biến thể EG.5 là phổ biến nhất đang được ghi nhận tại 89 quốc gia, thì biến thể này hiện vẫn chưa được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, kể từ ngày có hiệu lực quyết định số 3896 QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Trong hệ thống các bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 mới cần nhập viện điều trị. Tuy nhiên, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang tăng ở một số nước như hiện nay thì nguy cơ số ca mắc tại thành phố gia tăng trở lại là khó tránh khỏi, nhất là vẫn còn một biến thể EG.5 chưa xuất hiện trên địa bàn thành phố trong khi lại là biến thể phổ biến tại các nước. Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, viết tắt là HCDC tiếp tục phối hợp với bệnh viện bệnh nhiệt đới và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford viết tắt là OUCRU tăng cường giám sát ca bệnh, giám sát các biến thể COVID-19 lồng ghép trong giám sát tác nhân viêm hô hấp tính. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi có triệu chứng hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh nền. Người cao tuổi, người có bệnh nền nặng như tiểu đường, tim mạch, những người có bệnh lý suy giảm miễn dịch phụ nữ có thai nên làm xét nghiệm sớm và tiêm phòng vaccine phòng ngừa cúm, viêm phổi để chủ động phòng ngừa các bệnh lý hô hấp khác. Ngoài ra, những người đi, đến, về từ các nước đang có số ca mắc tăng nên tự theo dõi sức khỏe, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Khi trở về Việt Nam, người về từ nước ngoài cần tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc người thuộc nhóm nguy cơ mắc bệnh nặng như người cao tuổi, người có bệnh nền nặng như tiểu đường, tim mạch, người có bệnh lý suy giảm miễn dịch phụ nữ có thai